trẻ vô ơn rất có thể do bố đã phạm sai lầm tai hại khi nuôi con người bố nào cũng hết mực thương con và muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất tuy nhiên có một số ông bố lại vô tình nhầm lẫn giữa tình yêu thương và sự nuông chiều dẫn đến hậu quả tai hại là nhiều đứa trẻ dễ hình thành tính cách vô ơn thích đòi hỏi và không thấu hiểu cho bố mẹ của mình sai lầm của bố khiến con trở nên vô ơn hiện nay đa phần các gia đình đều có khá ít con đó là một trong những lý do khiến các ông bố lại càng có sự chăm chút đầu tư và hết mực chiều chuộng trẻ nhiều hơn sự chiều chuộng này chung quy cũng bắt nguồn từ tâm lý thương con và việc cố gắng đáp ứng những nhu cầu của trẻ là điều cần thiết tuy nhiên khi quá được nuông chiều đòi gì có đó bố đã vô tình khiến trẻ hình thành tâm lý vô ơn ích kỷ không tôn trọng người khác vì mình đang ở vị trí độc tôn ngoài việc nuông chiều thái quá nhiều ông bố lại mắc phải một sai lầm khác cũng rất thường gặp đó là hay lo sợ và luôn cố gắng bảo bọc con trong mọi chuyện không ít ông bố sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện thay con điều này khiến trẻ dần dần trở nên lười biếng quen được người khác phục vụ và xem đó là chuyện hiển nhiên bên cạnh đó một hậu quả cũng nghiêm trọng không kém đó là khi được bao bọc trong mọi hoàn cảnh trẻ dễ đánh mất đi nhiều cơ hội học hỏi những kỹ năng sống mất đi đam mê định hướng của bản thân trong tương lai khi bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài và không còn sự chăm chút bảo bọc từ bố những đứa trẻ này thường khá chật vật để có thể tồn tại trong xã hội nơi mọi thứ thường bị đào thải rất nhanh nếu con người không có sự cố gắng ý chí cầu tiến kết hợp với sự tự tin và những kỹ năng cần thiết vậy bố cần làm gì để thể hiện tình yêu thương nhưng vẫn dạy con đúng chuẩn nuôi con là hành trình không hề dễ dàng để uốn nắn trẻ thành một con người tự tin có trách nhiệm và biết trước biết sau bố phải là người thực sự tỉnh táo để phân biệt rạch ròi giới hạn giữa tình yêu thương và sự nuông chiều trước khi đáp ứng nhu cầu nào đó của con bố nên cân nhắc xem điều đó có hợp lý hay không và sẵn sàng từ chối cũng như phân tích cho con hiểu lý do tại sao bố nói không bố cũng hãy bày tỏ tình yêu thương với con đúng cách luôn quan tâm dành nhiều thời gian để chơi đùa trò chuyện và tâm sự cởi mở với con tuy nhiên bố cũng phải nghiêm khắc đúng mức khi cần thiết là người chủ gia đình các ông bố nên thiết lập những luật lệ dạy trẻ biết đúng sai đâu là việc cần làm và trách nhiệm của con đối với mọi việc cuối cùng bố đừng quên tạo điều kiện cho con tự trải nghiệm những thứ mới mẻ rèn luyện cách ứng xử giải quyết vấn đề trong mọi tình huống để con có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm sống bố cũng chẳng nên ngần ngại việc cho con đối mặt với thử thách điều cần làm là hãy ở bên cạnh định hướng và cho con những lời khuyên khi cần thiết đôi khi tập làm quen với thất bại cũng là cách rèn luyện cho trẻ trưởng thành có trách nhiệm và thêm nhiều đam mê tự tin thực hiện những ước mơ của mình trong tương lai quan trọng hơn trẻ được uốn nắn đúng cách cũng sẽ luôn có sự thấu hiểu sống tình cảm và yêu thương quý trọng bố mẹ hơn mỗi ngày là một ông bố thông thái hãy cương nhu đúng lúc cho phép con quyết định và tự đi trên hành trình con đã lựa chọn nhé